Hello anh chị bà con nha. Sớm em tối nay về em một em siêu phẩm. Đấy chính là anh em với Glue, đó là CDS nhập 2010, nhập Hàn Quốc 2010 nha anh chị. Em này như Glue vậy nhưng mà cái xe này chủ nhân lên rất là nhiều đồ chơi. Trang bị bên mình là rất là nhiều phụ tùng luôn. Đó, ngày mai em sẽ quay cho tiếp, bây giờ mới về em nhé cho anh chị nhìn thử nha. Anh chị thích thì cứ alo nhắc máy ha. Đó, số tự động của nóc nè, gương chính gập điện nè, điều hòa auto nè. Đèn auto nè, lốc cửa điện nè, cốp điện nè. Đó, báo cửa điện luôn, báo cửa trên màn hình luôn, màn hình Tesla luôn. Giờ thêm cái em này nữa, trời đất ơi, quỷ thần ơi, nên mua nha anh chị. Quá trời xuất sắc luôn. Đang chạy 166.000 nè anh chị. Anh chị nhìn những cái nút nè, mới tanh luôn ha. Túi khí nè. Trời ơi, quá ok chưa. Gương chính gập điện nè. Đó, đã chưa? Bấm cái chạy ra nè. Gặp điện thì phải đi chung chỉnh điện nha anh chị. Đèn nữa nè, ngon ghê chưa. Cửa nóc nè, chạy nè, xuất sắc con bà bảy chưa. Ôi đất ơi, quỷ thần ơi, ngon chưa. Giá rẻ bèo luôn. Giá còn lâu mới tới 300. Có 200 mấy triệu hả anh chị? 200 mấy triệu anh em sử dụng được một em xe Life City CDS nhập. Đồ chơi trên dưới 100 triệu, có thể hơn luôn anh chị. Màn hình này mười mấy triệu rồi ha. Màn hình Tesla mà. Anh chị em nhìn dàn đèn phía sau nè. Đèn BMW, LED BMW, đúng không? Nhìn đi trang BMW 320 luôn. Nếu mà anh em đi ban đêm nhìn em này là, nếu mà mình bỏ cái logo Glue đó là, bỏ logo The Wall đó là anh em nghĩ là BMW á. Cái đèn y chang mà. Em này là bản là City 1.8 nè anh chị. Đó, độ body lipo đẹp chưa? Mâm nữa nè, để em quay cái mâm này, mâm nhìn đã ghê chưa. Đó, 4 hắn đĩa nha anh chị. Cửa nóc nữa nè, đã chưa. Lắp rồi. Xe này nó thông minh lắm anh chị ha. Nó giống như mấy cổng Ford vậy. Mở lắp nè. Đó, đóng nè, mở lắp nè. Đó, đóng nè. Khi mình chạy tự động nó lắp cửa luôn, giống như Innova G vậy. Đó, túi khí nè. Đã chưa, vô lăng nghe nhiều à. Trời ơi, nhẹ nè. Số nè, số sân giới luôn, đề startup luôn nè. Rồi, ngày mai em sẽ quay chi tiết cho anh chị nhìn nha. Giờ quay sơ sơ thôi, xe mới về chưa rửa dơ lắm, cũng hơi xấu. Em này là nhập Hàn Quốc nha anh chị. Ồ, đèn auto kính nó đã hay chưa. Anh chị em nào yêu cứ nhắc máy alo Thịnh nha.